Đây, đây là ao dèo của em. Thật sự là trước khi em thả tôm là ao này em là 300 mét vuông. Thì em thả là 450.000 con bót. Và em có cấy lượng trùng rất là nhiều. Khi em thả xuống rồi không biết tôm ăn không thì em hết thấy con trùng luôn. Rồi em xúc con tôm cho anh chị coi nha. Anh chị coi xem. Tôi em thả này 2 ngày. Em nghĩ là trước khi thả là bót em bót 12. Em thả xuống là sáng là vỏ nó lột đều hết. Mà cũng tôm nó khác liền. Này tôm xuống chuyện, hiện tại là mưa nha. Mưa đang lớn luôn nha. Màu gan đen, thịt đen, gan đều, tôm đều. Gan một nào. Cảm ơn anh chị.